Ngày 12 tháng 5 tại Thái Nguyên, đoàn công tác Cục Xe Máy Tổng cục Kỹ thuật đã kiểm tra công tác chuẩn bị hội thi xe tốt lái xe giỏi toàn quân năm 2023 tại một số đơn vị tại Quân khu 1. Thiếu tướng Dương Xuân Nam, Cục trưởng Cục Xe Máy Tổng cục Kỹ thuật, trưởng ban tổ chức hội thi làm trưởng đoàn công tác. Tham gia đoàn công tác có Thiếu tướng Đỗ Văn Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 1. Tại Trung đoàn 651 và Lữ đoàn 575, đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra các hạng mục, nội dung theo quy chế hội thi ban tổ chức đã ban hành hướng dẫn, kiểm tra khu kỹ thuật xe máy, khu sáng kiến cải tiến kỹ thuật, các phương tiện xe máy. Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị đã quán triệt nghiêm túc kế hoạch hướng dẫn của trên, ra nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tham gia hội thi đầy đủ chu đáo. Đoàn công tác đánh giá cao sự chủ động tích cực của các cơ quan và đơn vị trong thời gian qua, đồng thời lưu ý các đơn vị cần bảo đảm tính thống nhất, quy chuẩn của từng hạng mục thi, nhất là những nội dung mới so với các hội thi trước đây như trình độ, khả năng sửa chữa, bảo dưỡng xe máy của lái xe, các hạng mục trong khu kỹ thuật và hoạt động ngành kỹ thuật của đơn vị. Khu kỹ thuật của hoạt động ngành kỹ thuật, cái này là lần đầu tiên ngành xe máy của đội thi. Đấy, và cái tính chuyên nghiệp là rất là cao. Bây giờ đi vào các cái hạng mục trong khu kỹ thuật, các hạng mục của chúng ta hôm nay là đi kiểm tra là trước khi hội thi cơ sở. Thì bây giờ nó chưa được chính quy, nó chưa được thống nhất. Để sau cái hội thi thì nó mới chính quy, nó mới thống nhất. Thứ nhất là về quy hoạch khu kỹ thuật, rồi 14 hạng mục trong khu kỹ thuật và từng hạng mục thì nó như thế nào. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 1 và lãnh đạo chỉ huy các đơn vị, Thiếu tướng Dương Xuân Nam yêu cầu ban tổ chức, ban giám khảo hội thi tiếp tục hướng dẫn chặt chẽ các đơn vị tập trung thực hiện tốt mọi mặt công tác chuẩn bị ngay từ giai đoạn thi cấp cơ sở. Thiếu tướng Dương Xuân Nam đề nghị Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 1 chỉ đạo các đơn vị hiệp đồng với các cơ quan đơn vị có liên quan tiếp tục xây dựng củng cố đồng bộ tiêu chuẩn các hạng mục trong khu kỹ thuật, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, đảm bảo tiến độ triển khai công tác chuẩn bị cho hội thi. Quá trình chuẩn bị tham gia hội thi, các đơn vị cần bảo đảm an toàn về người và phương tiện trang bị, thường xuyên tổ chức kiểm tra rút kinh nghiệm để hội thi tạo hiệu ứng tích cực và lan tỏa sâu rộng ý nghĩa tầm quan trọng của cuộc vận động, quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông, cuộc vận động 50. Chiều cùng ngày, đoàn công tác Cục Xe Máy đã làm việc với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quân sự 1 tại Sơn Tây, Hà Nội về công tác chuẩn bị lễ khai mạc, phục vụ tham quan và tham gia hội thi xe tốt lái xe giỏi toàn quân năm 2023, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 7 năm 2023. Đến nay, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quân sự 1 đã hoàn thiện bổ sung tình huống trên bãi lái xe, củng cố hoàn thiện chỉnh trang lại các hạng mục trên bãi lái xe, chuyển đổi hệ thống sát hạch lái xe ô tô quân sự. Nhà trường cũng là một trong những đơn vị đại diện cho Tổng cục tham gia các nội dung thi và nhà trường cũng là một nơi để vừa tổ chức tham quan vừa tham gia nội dung chấm thi khu kỹ thuật. Về tổ chức lễ khai mạc, chúng tôi ngoài cái việc thực hiện các thủ tục còn tổ chức trình diễn 3 bài lái. Thứ nhất là việc chấm thi xe Kamaz, một buổi nội dung sát hạch lái xe quân sự hạng C trên thiết bị điện tử. Thứ hai là biểu diễn một bài lái xe giỏi toàn quân năm 2023. Thứ ba là biểu diễn lái xe trên địa hình tác chiến. Thời gian tới, nhà trường sẽ củng cố khu vực khán đài, khuôn viên, cảnh quan môi trường đơn vị, tổ chức luyện tập đội ngũ, lực lượng bảo đảm phục vụ lễ khai mạc, tham quan, tổ chức luyện tập các bài trình diễn lái xe, củng cố khu kỹ thuật tham gia hội thi.